Chiều 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn vào chiều tối 12 tháng 4, khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích lúa, ngô sắp thu hoạch cũng bị gãy đổ, gây thiệt hại lớn cho bà con. Trong căn nhà siêu vẹo, đổ nát, anh Hoàng Văn Đức, trú thôn 2, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang cùng gia đình dọn dẹp để khắc phục hậu quả của cơn lốc. Mặc dù chỉ xảy ra trong gần 30 phút, nhưng lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã để lại nhiều tổn thất. Cũng có tầm hơn năm giờ đi, trận lốc xoáy nhà cửa nó bay thì con nít chui xuống cái giường nằm trốn. Nhà tôi tại giờ thì nó lốc hết mái đồ nữa thì có giống nhà nó bay hết đi. Theo thống kê, trận lốc xoáy đã làm 49 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng, hư hỏng đồ đạc, vật dụng, nhiều diện tích cây trồng như lúa, ngô, sắn sắp thu hoạch cũng bị gãy đổ, hệ thống điện lưới cũng hư hỏng. Cũng là huy động mặt trận rồi các đoàn thể, rồi các thôn và đặc biệt là trong thôn sửa tài thì bà con huy động lực lượng đến để rồi là giúp gia đình dọn dẹp và là khắc phục. Thì đến tại thời điểm này thì bà con khắc phục để được khoảng được 50%. Thì cũng đang chỉ đạo là cố gắng trong chiều hôm nay thì cũng khắc phục được cái số hồ mà có cái nhà cửa bị tốc mái. Hiện nay, công tác khắc phục đang được chính quyền địa phương triển khai gấp rút. Lãnh đạo xã Xuân Trạch đã xuống các thôn để kiểm tra tình hình và cử lực lượng dân quân cùng với các gia đình che chắn, lập lại nhà cửa để có nơi ở ổn định. Các thiệt hại khác cũng đang dần được khắc phục để sớm đảm bảo. Các thiệt hại khác cũng đang được dần khắc phục để sớm đảm bảo đời sống cho người dân.